bát nê đất địa linh bạch hạc ngơ phong trùng. Thank you.
khâm mi băng sắc nghi tư nghi chân ninh giang thiên vạn cổ anh linh đã bao phen đắp lũy xây thành khắp miền duyên hải sông tranh nước thank you.
sáng xí tích xưa lưu truyền ghi dấu để ngàn đôi oan hoàng vẫn thì cũng có sâu anh có oan buộc cho mặc nợ đời, mặc nợ đời phải tôi phó trắng cương thường khi nhớ long năng hương trong nào phải bị răng bụi mờ tình đức hóa nhi đã định chữ hoa yêu ma thủy quái tà gian thù xưa phải trả lại càng tan mới đặt điều vu quan hoan kết hiện người làm toàn chuyện bất lương chẳng đen đào lộn khôn lường ai hay đạo lý cũng thường đào đi sự oán khiến khó bày cho tỏ chữ sáng so biết cùng ai tỏ khúc lôi tội danh là cường đoạt người nữ lệnh cửu trùng truyền đi kịp khắc đầy biên cương trần đất làng sơn rằng cho đoái tội chuộc công nào đông lên cảnh mà cùng không ăn được toan vì ông bướm là chiếc hoa toàn phụ tội rơi không dung hỏi trăng hỏi gió hỏi trời hỏi rằng nguyệt lão cứ trên người cớ bởi hỏi cây cỏ sao mưa dầu dài đắng vẫn tốt tươi đâu có ngại phong ba cỏ cây mới thấu hiểu lòng ta sương cùng thủy biệt sương xa lạnh kiệt cùng thiếu ngắm trăng non sông kỳ trong và đường đôi dòng lệ nuốt lệ lòng đau như cắt nợ chân hoan quyết trả cho xong lòng riêng đây không thẹn với lòng tiếng nức xanh tung hoành rung lương cảnh con đồng được nhường bồng bàng khi vui bạn chúc bạn mai bạn loan tiền ngầu xuống vầy dương trên bàn
hát long dầu ngộ phục lốt tam đầu quần khúc dầu lên chuyên coi tư trụ hai bên quan tuần loan xa ngự lên sập dòng sắc bán công ngài kiếm chi tam giơ hay cho tà sát quy trừ tinh quan tuần vào tết buôn linh quyền ông cai quản chữ dinh nhà trường ngự đông ai ngự đông ai bình quyền bóng quy nương ngoài trời thì con xin nguyện
tinh hoa đời đời. Con xin nguyện theo thầy con làm thế, ông lai lâm cứu khổ độ bê. Xin ông lấy nước toại tề tắm cho đệ tử mọi bề thanh cao. Con xin nguyện được ông đường tổ biếu, bay ông về khai chữ căn nguyên, cho bà cô ông manh đổ tiền điện, thoát đường dần tục mà được lên trang đài. Con xin nguyện tiền tài không tiếng, nên kiếm này có giá trị đâu. Họ nguyện con quỳ gối dập đầu, mang chiều sẽ mong đường theo hầu tôn quang. Trên thiên đình con đang sáng sổ, thầy quan còn đổ số cho ai. Thiên đình văn võ toàn tài, quan tuần lịch sử đáng trai bậc anh. Đêm ngày giữ việc thủy cung, đôi lệnh cứu trùng cứu hộ sinh nhân. Ai gửi cầu nhân đắc nhân, cầu phúc đắc phúc bản thân được điều hòa. Thành ra hồi cung bát hải đồng đình, con vua bát hải đồng đình, tôn quan điều thất ni anh linh nhì khác thường. Thành ra hồi cung con vua thứ hai ông Triệu.